Chào mừng các bạn đến với kênh Cô Nga Mầm Non. Cô chào các con. Hôm nay cô đọc cho các con nghe câu chuyện Cá Cầu Vồng. Và bây giờ cô mời các con cùng lắng nghe nhé. Trước kia, cá cầu vồng là con cá đẹp nhất trong biển cả. Vì luôn nghĩ mình đẹp nhất nên cá cầu vồng rất kiêu căng và không chơi với những con cá khác. Có một lần, cá xanh nhỏ đến xin cá cầu vồng một chiếc vảy lóng lánh. Cá cầu vồng chỉ cười lớn và nói, không bao giờ. Từ đó, tất cả cá dần dần rời xa, không trò chuyện và chơi với cá cầu vồng nữa. Cá cầu vồng rất buồn nên đi hỏi cua. Anh cua ơi, tại sao không ai thích tôi vậy? Cua trả lời, cô đi hỏi bác tôm hùm đi, bác ấy thông minh lắm. Cá cầu vồng tìm đến bác tôm hùm và hỏi, bác tôm hùm ơi, tại sao không ai thích tôi vậy? Bác tôm hùm chậm rãi trả lời, hãy chia cho các bạn những cái vảy của cháu. Cháu sẽ không được đẹp như trước nữa, nhưng cháu sẽ có rất nhiều bạn. Cá cầu vồng đáp lại thật nhanh, cháu không thể làm như vậy được. Đột nhiên, cá voi xanh mon men bơi tới và hỏi, cá cầu vồng ơi, cho tôi xin một cái vảy. Cá xanh nhỏ vui quá, bơi vòng quanh cá cầu vồng. Thấy vậy, cá cầu vồng cũng vui theo và cả hai cùng bơi vòng quanh bác tôm hùm. Nghe tin tất cả các cá trong biển sắp hàng để chờ xin vảy của cá cầu vồng. Cá cầu vồng cho dần dần những chiếc vảy xinh đẹp của mình. Cuối cùng, cá cầu vồng chỉ còn một cái vảy. Như lời bác tôm hùm nói, cá cầu vồng không còn đẹp như trước nữa. Bây giờ, cá cầu vồng có rất nhiều bạn và là con cá vui nhất trong biển cả. Câu chuyện cô kể đến đây là hết rồi. Xin chào và hẹn gặp lại các con ở những video tiếp theo nhé. Nếu các bạn thấy hay, các bạn hãy like, comment và subscribe cho kênh Cô Nga Mầm Non nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều.